cách phòng tránh máy móc bị ngập lụt trong cái cơn bão số 4 rất là lớn, siêu bão này thì như thế nào, và những cái lưu ý quan trọng cho anh em dùng máy gặt, máy kéo khi mà cơn bão rất là lớn sẽ đổ bộ vào miền Trung của chúng ta. Đừng bao giờ nóng vội để máy khi mà máy mới lôi từ dưới nước lên. Và hãy yên tâm rằng những cái máy mà không hoạt động mà bị ngập nước thì chúng ta chỉ cần xử lý đúng là nó trở về trạng thái bình thường. Cảnh báo cho anh em 5 cái quan trọng, 5 cái lưu ý quan trọng để máy của chúng ta an toàn trong những cái dông tố cũng như là những cái đợt mưa bão ngập nước. Và mạnh đang có mặt ở Gian Ma Thanh Hóa cùng với anh em Thanh Hóa để giúp cho anh em có những cái nhìn cụ thể hơn khi mà bão đang đến. Thì thưa anh em, đối với cái thứ nhất, yêu cầu thứ nhất là chúng ta cố gắng làm sao đó để cho cái máy của chúng ta ở một nơi cao nhất bằng mọi cách, có thể là trèo lên đống đất, có thể là trèo lên trên cái chỗ cao nhất, thoáng nhất của cái khu vực của chúng ta, có thể là oánh nó đi đến các cái nhà văn hóa cũng như là khu vực trường học cao giáo, vì nó là tài sản rất là lớn của chúng ta, nó bằng cả ngôi nhà, có khi còn hơn cả ngôi nhà của chúng ta. Nên là anh em phải dành công sức thời gian để cho nó lên một cái bãi đất cao đó. Và cái lưu ý thứ hai thưa anh em là đừng có tiếc bạt, bạt phủ nó lên, phủ bạt nó lên để mưa gió nó đỡ bị nước nó đỡ vào các cái hệ thống điện nó ngập. Thứ ba thưa anh em là tháo hết cọc bình ắc quy ra, tháo cọc âm này, thưa anh em tháo cọc âm trước nha, xong rồi bỏ cọc dương ra sau. Thứ tư rất là quan trọng, cái thứ tư rất là quan trọng luôn, là nếu chẳng may, thưa anh em, nếu chẳng may bị ngập thì chúng ta phải bình tĩnh để xử lý, cấm không được nổ máy. Nếu như nước mà nó ngập lên trên cái cánh quạt thì kiểu gì cái khi mà nổ máy cái quạt nó cũng sẽ quạt nước lên đây, nó chỉ ngang cái chỗ bánh này thôi. Thưa anh em, là nước nó chỉ không được ngập lên đến chân cái cánh quạt thì chúng ta cần nổ máy mới nổ nhé. Còn nếu như mà thấy không an toàn là để im đó. Nếu như mà nước vô tình mà nó ngập sâu quá vượt vào bô e rồi vào các hệ thống này, ví dụ như vào những cái chỗ đổ nhớt này, những cái nút thăm nhớt này đấy, những anh em mà máy mà lâu rồi những cái này nó sẽ lỏng này, rồi đổ nhớt nó cũng lỏng này, thì nước nó sẽ tràn vào trong cái chỗ đổ nhớt cũng như là ngấm vào động cơ, hoặc là nó tràn qua cái lỗ thở của cầu trước cầu sau, nó ngấm vào trong cái nhớt của chúng ta. Thì chính vì thế nên là động cơ này, hoặc là hộp số này, hoặc là các cái vị trí đổ nhớt quan trọng nó sẽ có nước. Và nếu như nước nó ngập toàn bộ cái máy này đi thưa anh em thì chắc chắn nước nó sẽ đã chui vào trong động cơ rồi. Nhưng mà hãy bình tĩnh nha, bình tĩnh và nhớ cho mạnh một điều thứ 4 vô cùng quan trọng, đó là không được nổ máy ngay, mà chúng ta phải vệ sinh toàn bộ cái máy, thay nhớt, xả hết nhớt ra, rồi chúng ta tháo cái kim phun cho anh em đây. Khi mà xác định nước nó ngập vào trong máy rồi ấy, thì chúng ta phải tháo cái kim phun này ra, mở cái kẹp tháo cái kim phun ra. Nếu như máy anh em nào mà có kim sấy thì chúng ta tháo cái kim sấy ra, còn nếu như máy nào mà không có kim sấy mà chỉ có kim phun thì phải tháo rút cái kim phun ra. Để làm gì thưa anh em? Để khi mà chúng ta quay bánh đà hoặc là đề máy thì ở trong cái nòng máy nó đang có nước nhiều, nó không bị trống. Bởi vì nước mà hự vào trong đấy, giống như piston nó đẩy mà hực một cái thì nó sẽ gãy tay biên, hoặc là nó cong cái trục cơ rất là nhanh, rất là nguy hiểm. Và nhớ là mở những cái đó ra thì chúng ta đề cái thì nước nó bắn đây nó sạch sẽ, xong nó xịt một ít cái nhiên liệu, cái dầu diesel hoặc là nhớt loãng vào để chúng ta tiếp tục rửa. Tốt nhất là dầu diesel chúng ta xịt vào cái lỗ của cái kim phun hoặc kim sấy, xong chúng ta đề lên thì nó sẽ bắn những cái chất bẩn ra, làm khoảng 3-4-5 lần như thế. Xong đó chúng ta thấy yên tâm rồi, trơn tru rồi mới vặn cái kim phun vào.
và mới để nổ máy. Anh em nhớ nhé, nhiều anh em là rất là chủ quan cũng như là rất là nóng, gọi là thấy máy ngập rồi chúng ta mang cái máy lên rồi, hoặc là vệ sinh cái máy sơ sơ bên ngoài một cái rồi, rồi không biết là tình hình là có nổ máy được không. Cắm cọc bình vào để oách một cái là nó toang luôn. Thứ năm, đối với máy kéo ấy thì có cái ốc xả nhớt bọng côn đấy, đây cho anh em sau sau những đây chút. Đây thưa anh em, ở dưới cái bọng côn sẽ có những con ốc xả nhớt. Đối với máy kéo côn khô thì xả cái nhớt bọng côn ra, bởi vì trong đó chắc chắn là có nhiều nhiều nước khi mà máy nó bị ngập rồi. Và đối với máy gặt thì chúng ta cần phải làm vệ sinh sạch sẽ và ngay và luôn, làm cho nó sạch, cho nó khô tất cả những cái khúc khuỷu của khoan xoắn của đáy của cái thùng lúa, rồi mọi thứ hàm gặt cho nó sạch sẽ vào và xoa nhớt khắp đều để tránh trường hợp là nó hoen gỉ. Và chơi thôi anh em, hy vọng một cái video ngắn như thế này Mạnh cùng anh em Gian Ma Thanh Hóa chúc anh em bảo quản được cái máy tốt nhất và luôn luôn làm chủ được cái hệ thống kỹ thuật của máy. Chúc anh em máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.